là nó mạnh ha. Nhưng cái mùi cơm nhiều quá thì tôi bấm lên số 4 ha. Ủa bây giờ mình vô máy luôn. Ủa chỗ có muốn có máy không? Ủa sao mình không có máy? Mình sống đây bao lâu mình không có máy, chị em gì đâu? Chị em mấy chục năm mà không có máy. Lên ha. Mình trà vậy xuống ha, đặt con coi này nó. Ủa có máy hóc bụng luôn nè. Máy hóc bụng hả? Căng cái da, máy hóc bụng cái da rồi cái cưng dậy làm vậy ha. Đó. Rồi bây giờ cơ nó cắn luôn rồi. Tại máy hóc bụng hả? Tại tế bào. Tại tế bào với lại nó hút hết mấy cái ấy chết rồi ra. Ha. Đó là nó có cái sung sướng người gì đâu mà nó sung sướng. Chị em mấy chục năm. Cái da ra bỏ số 1 thôi. Rồi xong rửa đó thì cái nó bằng chạy đến ra luôn á. Thật đó. Cưng rửa xong cứ để khô. Ở trong này nè, nó có mấy sướng cái trời ơi trời. Qua đây không hạnh phúc gì bằng cái dơ nó nằm cái tủ này. Ha. Được cái mình rửa mình xài lại nhưng mà nó cho mình một mớ. Đó, nó cho mình một mớ ha. Ganh tị. Yeah. Sống đây làm chị em biết bao nhiêu lâu rồi mà không không có được bất cứ một cái gì hết. Nó có nguyên cái này. Trời ơi. Cái này thay cho mình thay là mình rửa là mình xài được. Nó chát bằng cái điện thoại. Mấy cái bự này á thì làm ở dưới cổ làm mặt nồi. Còn cái nhỏ này á thì làm chỗ này. Mấy cái kệ. Bây giờ hai rửa rồi. Ice coffee with syrup. Nay đi rồi nè, bắt hai đi làm điệu này, làm móng là sưng ta móng tay móng chân. Đây tiệm này của chị Nga, em cảm xin chân thành cảm ơn chị Nga rất là nhiều. Em không có được vui là tại vì chị em bao nhiêu năm mà không có cái quần què gì hết, người ta mới qua mới có mấy ngày coi nè, coi nè. Có biết nhớ hồi nãy chị thấy không, đi nửa tiếng đồng hồ mới đi được tới đây á. Ăn đi. Rồi, đây là tiệm của chị Nga nè nha. Còn chị Nga hồi nãy làm facial vậy đó, nếu mà giá thường là như chị Nga làm luôn quảng cáo cho chị Nga là làm facial. Microdermabrasion oxygen đó là 150. 150 là chỉ có nằm đèn nữa thêm 50 nữa là 200. Đó, có khi mình chỉ nằm nó đưa cái vậy là ý là chị Nga nói là mình chỉ nằm lên mình để cái máy vô là 150 cái xong cái mình mở đèn lên cái nó 50. Ý vậy phải không? Không, em phải hiểu rõ là tại vì em không có biết thì cho nên em nó chị mà hút hả? Máy hút hay chị hút? Máy hút chứ. À, chứ chị nói chị thôi chứ chị hút. Mình phải nói rõ, bà nói là bà đè xuống bà hút. Ai xong rồi chị massage. Massage rồi cái gì nữa? À, massage xong rồi sao? Đắp bạch nạ. Đắp bạch nạ xong rồi cái mình nằm đè. Cái, vậy là cái đó là gọi là facial ha? Yeah. Facial xong rồi mình để cái... Nhìn giống chị nè, 28. 28. Không mà chị Nga, năm nay là chị Nga thực sự là nếu mà nói mà chị Nga là mình nói tuổi mình già già 55 tuổi. Đó 55 tuổi. Đó, nhưng mà đâu có nhìn giống 55 tuổi đâu, thấy chưa? Đúng rồi. Chị. Rồi, ok. Bây giờ em cảm ơn chị Nga, em bây giờ em đi. Đây. Ok, bye Cory. Bye con, see you. Rồi. Rồi bây giờ hôm nay là xin tạm biệt cái tiệm của chị Nga nha. Đâu làm xong bây giờ sao? Căng luôn. Căng luôn, căng không? Căng không? Bóng luôn. Ok, tuyệt vời. Good không? Yeah, I like it. I like it. Yeah, I speak English. Nói tiếng Việt đi, cảm ơn. Thank you very much. I do not understand what you're saying. Ok, thank you very much. Yeah, bye bye. Bye bye.